Ông cháu định chiến kiểu tóc gì ông cháu nhỉ? Tình hình là cháu đang chuẩn bị đi bốc bắt họ. Chú xem thiết kế cho cháu quả đầu nào mà cho nó uy tín mà đi bốc họ chủ lợ cho bốc luôn chú ạ. Nhìn mặt uy tín đi. Ok, thế nếu mà ông cháu muốn uy tín nhá. Đúng rồi chú. Chú sẽ cắt cho ông cháu quả đầu ăn được cắt lịch sự nhá. Lịch sự nhất. Ông cháu đi bốc họ phan nha, chủ họ nhìn thấy nhá, cho ông cháu bốc luôn. Biết cháu là doanh nhân cần tiền để đi làm ăn, đầu tư làm ăn. Ông cháu nhá, vào việc luôn nhá. Ok ông chú. Cùng đi ông cháu. Dạy đi ông cháu hay xong đấy. À quả đầu đi bốc họ của cháu uy tín đấy nhờ chú nhờ. Đấy quả bốc bắt họ để cho uy tín đấy được không? Được rồi. Xung quanh vợ quay cả xung quanh, chạy xung quanh cho ông cháu xem. Lịch sự chưa? Quả đầu bốc bắt họ này của cháu tổng thiệt hại bao tiền nhờ chú nhờ? À tổng thiệt hại một lốp đây ông cháu ơi. Ok nha, cháu bo chú thêm hai lốp. Ok, thank you ông cháu chuyển khoản đi. Ok, cháu chuyển khoản chú ạ. Bây giờ đi bốc luôn à? Xong đi bốc luôn. Đảm bảo cháu để đầu này nhé, bọn nó nhìn gọi là uy tín, nó tưởng doanh nhân thành đạt. Nhưng mà nó cho bốc để đầu tư làm ăn ông cháu chưa? Ok nha. Đây túi du lịch của cháu đây à? Vâng, đây túi du lịch cháu ấy. Thế cầm vàng thôi chú ạ. Vàng thôi. Đi mà bốc đi. Thôi nó đi ơi. Về nhá. Ok chú. Chuyển khoản đây. Ok. Ok.